Đang nói về cái dạng tứ diệu đế, đế cuối cùng là cái đạo đế, là khi mà nói về cái đạo đạo con đường giải thoát đó, thì ta nói về bát chánh đạo. Cái bát chánh đạo đó là cái khái niệm rất là quan trọng. Tuần rồi mình mới giảng về cái sáu cái thành phần đầu tiên hết, nhưng điều này lần này mình sẽ ôn lại một tí, với là nói rộng ra hơn một tí nữa. Tất cả nó bắt đầu bằng chữ chánh. Chánh chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn, chánh niệm, và cuối cùng chánh định. Đây là những cái quả tám cái khía cạnh của cái đường tu đạo của Phật giáo chúng ta. Nếu quý vị giữ được cái bát chánh đạo này này là quý vị sẽ đang trên con đường đến giải thoát. Nhắc lại cho quý vị biết, chánh kiến, kiến là cái cách nhìn cho nó đúng, phải nhìn cái có những cái nhìn cho nó chính xác của cái vũ trụ này, phải biết cái nhìn mà nó tương ứng với sự thật. Cách nhìn quý vị nó phải tương ứng với sự thật của trong cái vũ trụ này. Quý vị phải phải nhìn thấy được cái tứ tứ diệu đế. Cái nhìn quý vị biết là cái cuộc đời này là khổ, cái cơ thể đó, cái thân này là khổ, và cái khổ này nó tích tập, nó tụ tập lại. Làm dầu như vậy có một cái cảnh giới, gọi là cảnh giới niết bàn, nó không còn khổ, hoàn toàn không khổ, mà chỉ là lạc thôi, chỉ là an lạc và không có khổ. Cái con đường đi là như vậy đó. Có một con đường để tới đó. Con đường đi này nó rất là uyển chuyển, nó thể đáp ứng với cho tất cả những cái nhu cầu của quý vị. Quý vị phải nhớ là cái luật nhân quả, tất cả mọi sự nó dự kiện quý vị xảy ra trong cái thế gian này, trong cái vũ trụ này, nó do cái luật, nó phải tuân theo cái luật, nó không bất biến, là cái luật nhân quả, không thể nào mà đi ngược lại luật nhân quả nào được. Không có một con tòa nào mà phán xét cái chuyện này hết. Cái nhân quả rất là dạng gì? Vì làm thiện thì được quả thiện, vì làm ác sẽ bị quả ác. Cái luật nhân quả này nó không di chuyển được, nó hoàn toàn là chính xác. Nó không cần quan tòa nào hết đó, mà quý vị không thể nào hối lộ quan tòa được. Và tất cả trong cái vũ trụ này đều ở dưới cái luật này hết. Quý vị đừng có quá thiển cận. Sau cái kiếp này, quý vị sẽ lấy cái thân mới. Cái đó là cái luật, cái vòng luân hồi. Mỗi lần quý vị có cái thân này, có một cái thân mới, để quý vị rất may mắn, cũng có là quên là cái mình ở kiếp trước mình đã sao, mà quý vị đã không nhớ luôn nổi rằng là đã từng trong cái luân hồi này từ vô thủy. Nó dễ sợ lắm thưa quý vị. Quý vị trong cái vòng luân hồi này từ vô thủy rồi, hiểu có nghĩa là từ xa xưa đến bây giờ đó, xa xưa đến độ quý vị không thể thấy được, quý vị đã chìm nổi trong cái vòng luân hồi này. Bởi vậy quý vị vẫn còn ở đây ngày hôm nay. Cái chuyện này thiệt là chuyện rất là đáng sợ. Quý vị không sợ tí nào hết. Phải anh coi Ngân đâu có sợ đâu. Tôi đâu có sợ đâu. Sự thật là quý vị có tu biết bao nhiêu kiếp rồi, mà thầy có biết quý vị đã từng tu rồi. Mấy người mới tới ngày hôm nay thầy cũng biết. Thầy biết những cái người, những người mà đã tới chùa này tuần, cuối tuần này tới tuần khác, bị thầy nói xa nói gần, nó xiên nó xẹo. Như khi thầy kể chuyện cười mà cười không được luôn nữa, mắng thì mắng một cách thầm tệ. Rồi quý vị cứ tiếp tục tới như thường. Cái chùa này thật, nó thật cho quý vị biết, Quảng Ngân nó biết từ lâu rồi. Cái chùa này khó trở lại, dễ sợ lắm. Tới một lần tôi bỏ đi, hoặc tới vài năm tôi bỏ tôi chạy. Sự thật của cái đường tu của mình, ở càng lâu nó càng khó ở, chứ không phải ở càng lâu nó càng dễ ở đâu. Lúc đầu mới là dễ, lúc sau nó càng ngày nó càng khó thêm. Quý vị mà không tu, quý vị chịu không nổi đâu. Mặc dù quý vị đã tu biết bao nhiêu kiếp rồi mà vẫn chưa thoát nổi, dễ sợ không? Mỗi lần gặp thầy nào lại là cứ bắt ngồi xếp bằng cho chừng nó đau, điên cả người luôn. Mà quý vị vẫn làm không được như thường. Nó khó như vậy, nó dễ sợ như vậy. Khó mà thoát cái vòng luân hồi, dễ sợ. Cái đó là cái chánh kiến.
Nghe thì nó dễ lắm, dễ dễ vãng sanh Tây phương Cực Lạc, dễ đắc A La Hán quả, dễ đắc giác ngộ. Mà tại sao quý vị vẫn chưa làm được như thường? Cái đó bằng chứng rõ ràng nó rất là khó làm. Nên nó nói cái gì nghe, thầy mới có cơ hội đi Tây phương Cực Lạc, việc đầu tiên thầy nói là chào quán ngân, chúc con may mắn. Quý vị ở đây làm cái gì nữa? Tại sao quý vị dại dữ vậy? Quý vị những người lớn tuổi, tại sao con vẫn còn ở đây? Thầy phải có việc làm ở đây, thầy phải có cái chùa phải lo, đệ tử phải dạy. Thấy chưa? Mỗi lần mình có cái thân mới, mình ôm người thân yêu mới. Cứ trở về lại hoài để mà tìm người thân yêu của mình. Có biết cái đó không? Hoặc là tìm kẻ thù của mình. Có vài một vài số người trở về tìm lại kẻ không đổ trời chung như là Ngài Đề Bà Đạt Đà. Bỏ không được. Đó là cái chánh kiến đó. Ai thắc mắc gì không? Chánh kiến khác. Mỗi người thường thường ta giảng về cái chánh kiến, giảng về cái cách nhìn chính xác bằng cách là nhìn cái tứ diệu đế là cái sự thật. Và này thầy nhắc cái chánh kiến quý vị là tìm đủ mọi cách để mà thoát ra khỏi, đừng có ở đây nữa. Cái vòng luân hồi nó rất là nguy hiểm. Nó vừa nguy hiểm nó toàn là khổ không à. Cái quý vị coi đó, Đức Phật dạy rằng tất cả những cái khoái lạc quý vị có trên thế gian này, trên cõi người này, hoặc là trên cái cõi trời, cái sung sướng đó nó chỉ bằng một góc của cái sự sung sướng khoái lạc khi mà quý vị đoạn tất cả những cái tham muốn. Cái đó là cái chánh kiến. Và vì cắt đoạn tất cả những cái tham dục nó rất là khó, quý vị cố gắng mà đi vãng sanh Tây phương Cực Lạc đi. Đó là chánh kiến. Chánh tư duy là cái thứ nhì, hoặc là chánh trí. Có nghĩa quý vị phải biết suy nghĩ cho nó chín chắn. Mọi người ai cũng cái tư tưởng chúng ta là ai muốn sống để tìm cái sự sung sướng. Cái đó là rất là có lý. Ai kiếm cái sự khổ sở không? Ai kiếm cái sự thoải mái sung sướng? Đều cái tư tưởng mà chánh tư duy nghĩa là sao? Mình tìm cái sự thoải mái sung sướng mà không hại ai cả. Cái đó là chánh tư duy. Nếu như làm sao quý vị kiếm được cái sự hạnh phúc mà không hại ai cả? Có ai biết không? Nói là mình vừa đủ thỏa mãn. Tại sao mình biết vừa đủ vừa thỏa mãn á, thì lại không hại người ta? Cái thỏa mãn này là vô dục. Cái hạnh phúc này quý vị có đó, nó phải không có hại ai, là tại vì quý vị không cầu, không có tham, không có tham dục. Là quý vị còn tham dục thì quý vị vẫn còn hại người ta như thường. Đồng ý là không đồng ý? Thứ nhì, cái tư duy mà chính chắn á, là quý vị quyết định là không có sân hận, không được giận chồng hoặc là vợ. Người ta có vẻ cảm tưởng như là thầy thiên nam mà khinh nữ, trọng nam mà khinh nữ, không có đâu. Cái tư tưởng mà quý vị có trong tâm mình đó, nó không được dung túng cái sự hận giận giận hờn người ta. Cái tư duy này mà chánh tư duy là quý vị không có cái sự sân hờn đối với bất cứ ai, nhất là đối với thầy quý vị. Ông thầy có sai bao nhiêu nữa, quý vị không có được giận. Cái này rất là quan trọng. Ông thầy cần sai chừng nào mình cũng được giận ông thầy chừng đấy. Được chưa? Và quý vị không được hại người khác. Một sợi tóc mình không có hại, huống gì được người ta.
Cho nên rất là quan trọng. Quý vị muốn đi tu cái đạo là quý vị phải không được hại người ta. Nhất là những người quý vị đã đang tu cái thủ nhãn đó, không được hại bất cứ ai với cái thủ nhãn này. Nếu quý vị dùng cái thủ nhãn để hại người ta là quý vị xong rồi. Quý vị không cần tu nữa luôn nữa. Không đi tới đâu đâu. Để cam đoan quý vị như vậy. Cái đó là tư tưởng đúng. Ai thắc mắc gì không? Nếu quý vị tìm cái sự hạnh phúc, quý vị tìm cái ý nghĩa trong cuộc đời mình mà không vi phạm, mà không có sự tham dục, không có sự sân hận và không có hãm hại người khác, làm sao mà làm gì được? Làm sao mà hạnh phúc bây giờ? Làm sao quý vị hạnh phúc được? Làm sao bây giờ? Hỏi Quang Ngân. Sao không thầy? Không thầy sao? Sao mà làm sao mà nếu bây giờ mình tu mình không có tham dục, mình không có nổi giận, mình không có hại người ta, thì làm sao mà tìm hạnh phúc được? Ví dụ quý vị muốn được thăng chức là con người phải bị thiệt thòi quý vị mới thăng chức được. À, có ngân. Có thăng à? Hả? Nhìn được cái gì? Cái lỗi của mình. Khi mình giận người ta nhẹ nhẹ là mình còn thấy cái lỗi nhẹ nhẹ của người ta, lỗi nhỏ người ta mình mới giận. Còn mình nhìn cái lỗi của mình mà sao mình giận được? Đừng có nhìn cái lỗi người ta. Con phải nhớ như vậy, con đang giận người ta tại vì con thấy cái lỗi người ta con mới giận. Đồng ý không? Mình giận người ta thấy người ta sai mình mới giận chứ. Làm sao bây giờ? Những điều cái cô Hằng cô nói là về tôi phải tập nhìn tới cái lỗi của tôi. Để cái nhìn tới lỗi mình là nhìn rất là khó. Sự thật á, nhìn tới cái lỗi mình không ai nhìn nổi hết. Ai quen nhìn lỗi mình mỗi ngày mới thức dậy nó ngày hôm nay mình có lỗi gì ha. Không ai làm gì hết. Mở mắt một cái mình tìm lỗi người khác ngay lập tức, đúng không? Có đúng không? Cứ nhìn cái lỗi người ta hỏi cả ngày. Làm sao bây giờ? Ngồi xếp bàn lại rồi xếp bàn một cái là vừa rủa thầm ông thầy. Ông thầy ác dạy bắt xếp bàn mới mà mở mắt ra xếp bàn lập tức. Không làm gì hết thì bớt giận được. Cái cô Quảng Ngân không làm gì hết, càng ngày cô càng giận thêm. Một ngày thêm tiếp nó to, càng ngày nó càng to. Khuôn bà nổ rầm. Tha thứ. Đàn ông không thể tha thứ được. Nó khó mà tha thứ. Nhất cái mặt nó dễ ghét vậy sao? Nó là mình phải phát cái tâm từ bi. Mỗi lần mà giận người ta mà biểu là thầy phải từ bi. Thầy nói lần sau cái người sau thầy sẽ từ bi. Lần này giết cái người này cái đã. Cái người này mình giận cái đã. Người sau mình từ bi. Quý vị toàn nói lý thuyết không? Ngồi y đó là người ta đã giận mình rồi. Đừng có nói chuyện làm gì nữa. Chỉ ngồi đó thôi người ta giận rồi. Có bây giờ con vào một cái phòng nhìn cái mặt người ta thấy nó dễ ghét ngay lập tức không? Có không? À, mình đâu cần làm gì, người ta đâu cần làm gì, mình cũng giận người ta như thế. Mấy cái người sao mà nhẹ dạ dễ sợ, sao mà không biết, sao mà sống trong cuộc đời này nữa. Ai có ý kiến gì khác không? Những cái người quý vị đã kinh nghiệm đời đầy đầu hết rồi thì mới xác nhận cái vị là thích giận người ta. Quý vị không biết cách mà đối phó với nó. Biết cái Phật dạy sao không? Nhập lạc có muốn biết không con?
lập tức đem cái kinh thánh ra nghe tức à, ngài nói sao con? Giận đâu, tôi không có giận đâu, không có giận đâu, cái giận hồi nào, cái giận hồi nào, nhớ, rồi sao, đừng có nói sao. Nếu nó dễ thì mình đâu có bị lọt trong luân hồi này, nếu mà dễ, không cách nào mà lọt. Ngài đề bà rạc đa đó, giải quyết cái đó không được. Thù, ngài nó cần thù thêm. Càng ngày càng giận đúng không? Đức Phật, dễ sợ không? Sao? Cái người nó toàn lý thuyết không ấy. Cái vị đó đáng sợ, dễ sợ luôn ấy. Nói thì có lý dễ sợ mà làm thì làm không được. Thứ nhất cái vị là biết là dần là không có lợi cho mình. Ái cũng biết như vậy phải không? Nó đốt trong bụng mình, nó cấu xé mình, nó khó chịu, người nó khó chịu. Một lần mình dần người ta rõ ràng người mình khó chịu, nó bực dọc, nó muốn tát nó một cái, muốn dùng, muốn bắn nó một cái. Thì đã dần tức giận muốn so sánh lúc trước giận cái đồ muốn cầm nó xuống bắn nó một cái cho nó đã, cho nó đã rồi. Tại sao? Làm sao mình thú nhận người ta mà so sánh mà muốn cầm nó xuống bắn cho nó một cái cho nó đã hả dần. À, thầy bất trước cái là học trò nó chửi nó đồ án bắn mình ngay lập tức. Thứ nhất cái việc biết nó không tốt, là cái tư duy chính, cái tư tưởng chính là cái việc phải muốn gạt nó, tập nhồi sọ rằng là mình không muốn nhận, phải bỏ nó. Chuyện thứ nhất cái việc nhất mình không muốn nhận, cái việc làm như vậy chả có lời gì hết đó. Cái vị giận, cái vị hại, tự hại thì thiệt thòi thôi. Cái vị nghĩ là mình có quyền giận thì thiệt ra thôi. Chuyện thứ nhất thì nhắc lại, cái vị phải nhớ rằng là mình giận là mình đang tự hại mà. Sự thật á, cái giận nó không có gì tốt cho cái vị cả. Cái vị sẽ đọa địa ngục. Cái vị nuôi dưỡng cái cơn giận này, cái vị sẽ đọa xuống địa ngục. Nuôi cái giận này sẽ đọa địa ngục. Nhắc lại, cái vị mà nuôi cái giận trong bụng mình á là sẽ đọa địa ngục. Chuyện thứ nhất, nuôi cái giận trong bụng á, khoảng ngân à, là mình sẽ đọa địa ngục. Đừng nói chuyện vãng sanh. Thứ nhì, tại sao cái vị giận? Tại vì cái vị thấy cái lỗi người ta, cái vị rất là tài tình khi mà thấy cái lỗi người ta. Giỏi dễ sợ lắm. Quý vị có thể từ khen thưởng mình nhìn cái lỗi người ta rất là hay, nhìn lỗi mình thì không được, mình nhìn lỗi người ta rất là tài tình. Đó là sự thật. Làm sao bây giờ? Là cái vị nổi giận là tại vì cái vị thấy cái lỗi người ta. Nhìn tiếp đi. Tiếp tục nhìn đi. Tiếp tục nhìn cho tới khi quý vị thấy cái gì nó đúng rồi đó. Nên tự động cái giờ giận nó sao nó càng ngày nó càng nhiều. Cái này là một cái sự sáng tạo mà nó tuyệt vời. Rõ ràng là quá thông minh, ta đã không ai hiểu được hết. Cái vị chuyên môn nhìn người ta thì tập nhìn, cứ tiếp tục nhìn hoài, tự động sẽ thấy cái đúng của người ta, tìm cái hay của người ta. Thấy cái lỗi người ta thì tìm cái sau cái lỗi nó có cái hay, thì sẽ hết giận. Chỉ cần tìm cái hay người ta, đừng có tìm cái lỗi người ta.
sau bất cứ cái lỗi người ta nó có cái rất hay của người ta. Nhìn sau lưng nó, không cần nhìn đâu xa, rõ ràng, không ai tin tới hết. Đây là nhị nguyệt. Trong cái dở nó có cái trong nó có cái hay. Tại cái vì chọn nhìn cái dở, không chỉ nhìn cái hay thôi, mà không thấy nó. Cái hiểu không, Quả Ngân? Không có ai mà hoàn toàn ác hết đó. Bây giờ có cái tốt ở trong. Con báo nó ăn thịt người, con cọp nó ăn thịt người, nhưng điều nó thương con nó dễ sợ. Nó sẵn sàng hy sinh cho con. Cái vì cái thuyết nhị nguyệt của nhà Phật mình là vậy đó. Trong cái hay nó có cái dở ở trong, trong cái dở có cái hay ở trong. Ngay lập tức ở đó cùng một chỗ luôn. Không có nhìn đâu xa hết đó. Cái đó là thuyết nhị nguyệt nhà Phật mình đó. Nó tuyệt vời như vậy đó. Tại cái vì tròn nhìn cái xấu mà không chịu nhìn cái hay của người ta. Vấn đề cái vì là không phải nhìn được mà tròn, gọi là không chịu nhìn cái hay của người ta. Mà cái vì không thấy cái hay người ta được thì cái vì không thể nào mà đổi người ta được. Cái vị thấy, nhìn thấy cái dở người ta, cái vị có một biện pháp là phải giết nó thôi. Mà cái vị thấy nó hay là cái vị có thể giúp nó được, có thể cứu nó được. Thấy chưa? Mà lần sau mà về thấy ông chồng dễ ghét, nhìn lại cho kỹ, ông chồng dễ thương lắm. À, bởi như vậy cái thế gian nó mới hòa bình. Ai thắc mắc gì không? Không ai có tin thầy nói. Ông này ông nói có nhiều người ác quá đi, tà ác quá đi, không thách nào mà thấy được cái tốt của người ta chỗ nào hết. Làm sao bây giờ? Có ai gặp người như vậy chưa? Quá nhiều đi. Làm sao bây giờ? Mình không thể nào mà chịu đựng nổi, không thể nào mà nói chuyện người ta được. Họ nhất định ác. Làm sao bây giờ? Rõ ràng người Tây Phương. Người Hoa đó, cái pháp này được từ người Tàu, phải nhờ người Tàu giúp. Thầy nói cái này là tại ông là người Mỹ, rõ ràng người Mỹ. Còn cái học thầy pháp, học pháp của thầy là người Tàu, thành thầy hỏi người Tàu trước, học cái biết pháp của họ. À, cô này, cô người Hoa có nói là đừng có để ý nó, làm lơ đi. Vẫn giận như thương. Không có để ý nó là không có giận. Rõ ràng nó đang hại cháu mình, không sao mà mình làm lơ được. Nó kệ nó. Nó hại cháu mình kệ nó. Chừng châu. Có pháp gì không? Người Đài Loan. Làm sao bây giờ? Nó ác quá đi. Đó. Làm sao? Đó là một phương pháp. Cái đó cái này nó khôn quá. Cô này cô khôn quá. À, nhưng đều lỡ mà kiếm mà gửi con điên được sao? Nếu mà không gửi được làm sao bây giờ? Hả? Nhập lạc ngài Thiên Hoa nói gì con? Con nói gì? Những cái người mà tàn ác thì có hay chỗ nào? Họ nhìn gương họ vỗ tay, ô ác hay quá. Không ai biết này. Mấy cái người mới tới này. Làm sao bây giờ? Người nó ác dễ sợ. Sao? Cái cô kia này gửi người tới thầy không nhận, đáng phải đệ tử thầy. Làm sao bây giờ? Ông thầy, làm sao bây giờ? Để làm cái gì? Mình nhìn thấy hoài, nhìn được thấy nó ác quá, giờ ghét quá nữa. Mình ghét cay cái đắng, cái khổ là mình ghét cay cái đắng. Làm sao bây giờ? Mấy người tới Âu Châu ta làm cái gì? Rõ ràng mấy người Đức. Cái vì đâu có làm lơ được, tại nó có đem máy bay, nó đem súng, nó đem đạn tới nó. Làm sao bây giờ? Làm sao? Để thầy nhái con cái sự thật và thế thái nhân tình.
đã cái người biết bao nhiêu người ngồi xuống nói chuyện ông Putin rồi đó. Ông kia mà không ai tin, cái ông Putin đó ông nói có là không biết có tin được không, mà không cũng không tin được nữa. Ông nói gì mình không tin đấy, sao mình nói chuyện người ta bây giờ. Mấy người lãnh đạo của thế giới đó, nói chuyện với ông Putin là ông Putin nói gì là mình không tin được hết, mà nói chuyện làm gì nữa. Người ta nói gì, ông bất cứ nói gì thầy không tin hết. Cái ông này cái đổi mặt lẹ quá đấy. Cái người mà không có cái thiếu cái sự chân thật. Thầy nói thật thì cái vị Nga này, tất cả mọi sự nó có thể giải quyết được. Mình tiếp tục. Quý vị nhìn cái vấn đề sai lầm. Quý vị cứ nhìn thấy cái là người ác, cái độc người ta không à. Quý vị chọn trật, cái người Mỹ làm trật rồi. Mà cái người Á Châu mình cũng kẹt với cái người Âu Châu vậy. Tệ dễ sợ. Những cái người quý vị là biết bao nhiêu cái văn hóa, những cái kho tàng giá tài của Phật giáo quý vị, của người Á Đông quý vị, của Khổng Tử, của nhà Lão Tử vẫn không hiểu như thường. Cái đó sự thật. Vấn đề sai chỗ nào? Nếu cái vị nhìn nó là thằng này, cái ông này là ác, ông này là quỷ, ông này là ma, thì làm sao mà quý vị tìm được cái giải biện pháp bây giờ? Là quý vị nhìn cái chỗ sai người ta không à? Quý vị không đổi gì hết. Tiếng đồng hồ vẫn chưa ai hiểu nhé. Thấy cái vấn đề nó sai lầm chỗ nào, mình nhìn sai rồi mình vẫn nhìn cái lỗi người ta như thường. Quý vị nhìn cái sai lầm nó không à? Chưa hiểu cái lời thầy giảng đâu. À, ông này nói mình nhìn cái hay người ta thở, ủa cái hay ông chỗ nào? Ông nói tôi chưa nhìn thấy rồi. Con ma nó học giỏi hay chỗ nào? Con ma nó đòi giết cái gì tốt chỗ nào? Sáng hai nghìn thời hay chỗ nào? Thì bỏ chạy con ma, nó chạy nó đưa, nó rượt cái gì chạy không kịp đâu. Một khi con ma nó nhìn nó đặt cái hồng vì làm hồng tâm rồi cái gì chạy không được đâu. Một khi con ma nó nhắm cái gì rồi cái gì chạy không được. Cái đó sự thật. Nó mà muốn hại cái gì rồi cái gì chạy không nổi đâu. Sự thật là vậy đó. Cái gì không đủ sức chạy. Cái tụi ma nó mạnh dễ sợ, cái gì chạy không kịp đâu. Thầy nói nhắc cái gì nghe. Con ma mà nhắm cái gì rồi cái gì chạy không nổi đâu. Thì cho ví dụ, một khi mà từ ma quỷ nó nhất định nó hại cái vị rồi, gỡ không nổi đâu. Tụi nó ác, nó mạnh quá, nó dữ quá này, gỡ không nổi đâu. Quý vị phải ngừng nhìn lại cái ác người ta. Đừng có trách nó là ác. Đừng có trách nó là ác. Đừng trách nó là không có thể. Nó là vô lý. Thì trách nó như vậy không có lợi gì hoàn toàn. Đồng ý là không? Ngừng trách tụi nó. Nếu muốn hại mình nữa, hại đi. Sợ cái gì? Hả? Cái vị biết bao nhiêu người đã ủng hộ cái vị A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Sợ cái gì? Chấp niệm có chấp không? Giết có thử, nó giết nổi không? Nghe có hiểu không? Cái vị nhìn cái vấn đề nó sai lầm. Cái vị cầu quan âm là tới ngay lập tức. Sa môn biết chừng nào bạn mới xóa xong cái tội. Mà kêu ngài tới ngay lập tức. Có nhiều cách để mà đối phó với tụi ma quỷ. Nó cần phải nhìn cái xấu. Nó giảng gì như vậy mà không ai thán phục cũng thầy tí nào hết. À, mới cái tầng này tư duy thôi mà. Cái vị cái tư duy cái vị nó còn yếu quá đi. Tư tưởng nó chưa chánh. Toàn nghĩ chuyện ác người ta không. Cái này là chánh ngữ. Thứ nhất là cái vị không dùng những cái ác ngữ. Cái ác ngữ để làm quý vị buồn. Không nên dùng ác ngữ, tại cái vì dùng ác ngữ là cố ý làm hài cái tình, cái cảm tình người ta, cái tình cảm người ta. Đừng có dùng ác ngữ, đừng có nói dối.
Tại quý vị mỗi lần nói giáo nói dối là che đậy cái sự thật. Quý vị đừng cố ý làm mà ta dốt. Đừng có lưỡng thiệt là làm các sự xích mích cho người ta. Thứ tư là ý ngữ. Ý ngữ là nó không có cái lời gì cả. Ai thắc mắc gì không? Ý ngữ là chẳng hạn như nói vu vơ vậy đó. Em đẹp như mơ. Này nọ, cái đó là ý ngữ. Tối nay 7 giờ đến 9 giờ. Có ai có thắc mắc gì không? Tôi là tôi tiểu thừa. Cái đồ ích kỷ dễ sợ. Ma nó tới thì mình gửi ma. Cái vấn đề là phải thiên mô xong đó. Gửi hai người đi một lúc cho nó con đủ phước để mà làm chuyện đó. Gửi đi đi có được. Ngài Tiên Hóa, Ngài tùng chú Đại Bi mà giác ngộ. Tùng cái chú Đại Bi ngày đêm mà giác ngộ. Tại anh biết là tùng tiếng Việt nó có giác ngộ được hay không mà. Cái sự thật là quý vị cái hỏi là cô nó có hỏi là mình tụng chú Đại Bi giúp họ được không? Thầy nói sự thật quý vị gặp nó là quý vị cứng đơ ngay lập tức. Gặp ma quỷ một cái là quý vị là sẽ cứng đơ. Đừng nghĩ chân tụng không kịp đâu. Trừ khi mà tụng ngày tụng đêm á, tốt nhất á là cầu cứu. Tại nó mạnh hơn mình. Quý vị phải biết khiêm tốn, tụ ma nó mạnh hơn mình. Nó hay hơn mình. Anh mình phải biết cầu cứu, đừng có dại. Cầu cứu đi, tập cầu cứu cho nó quen. Kêu niệm A Di Đà Phật, niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Cái này là tại cái vị hỏi những câu hỏi này, tại cái vị chưa gặp ma, chứ gặp ma sẽ biết. Không có gì mà nó hiệu quả. Tụng ma nó dễ sợ, nó không sợ đâu. Cởi cái gì mà tụng Chúa Đà Bi nó không ngán đâu. Nó mạnh quá. Cái tụi nó có nhiều cái thuật lắm. Nó dở ra, nó sổ ra cái gì cũng cách nào mà tìm thấy mà đường mà mò. Nó tụi nó dễ sợ. Cái vị đừng nghĩ đụng. Hoặc là nhờ cô kêu cô Jenny cầu cứu cô Jenny. Nó giật dây cái gì không thấy nữa. Nó giật dây cái gì cũng cách nào cái gì mò không khi nào mà thấy nổi. Tụi nó dễ sợ. Tôi biết sợ. Cô này cô không có đồng ý. Những người mà tuyên bố nói là tôi là hoàng dương là tránh ma, tôi là đi để đánh ma, là chắc chắn ma nó chỉa súng nó bắn cái gì. Làm sao mà không nói dối bây giờ hả Nhập Lạc? Sao con làm gì để không tránh cái nói dối? Những bà cụ đó làm sao mà không có nói dối bây giờ? Tránh nói dối làm sao? Làm sao nói dối, làm sao không nói dối. Trước khi nói bất cứ cái gì, tự hỏi ba cái điều này. Thứ nhất, nó có thật hay là không? Nó không đúng, thì mình không nói. Đừng có nói gì hết. Làm sao cái gì né nói nó bây giờ? Có người đã hỏi, có thấy chồng tôi đi với cái bà kia không? Cái bà này bà nói tôi không biết, rõ ràng là nói láo. Làm sao bây giờ? Chỉ cần hỏi thì đừng có trả lời. Rồi ngài đi càng xa vấn đề. Đừng có trả lời. Nó không mình không muốn trả lời thì mình hỏi câu hỏi ngược lại. Đừng có áp dụng những cái thuật này với thầy biết hết rồi. Thứ nhất mình hỏi mình á. Thứ nhất, nếu nó không đúng thì mình đừng có nói gì hết. Thứ nhì, nó có lợi là hay là có lợi hay là không? Tại sao quý vị dám nghĩ thì mình biết nó sự thật mà dám nói một cái điều tai hại cho người ta? Không nên nói. Không có lời người ta đừng có nói. Nghe không? Mặc dù nó đúng đi nữa mà không có lợi gì người ta, không được nói. Nó có đúng thời, đúng chỗ là không? Đừng có vào cái chùa Việt Nam mà chê người Việt Nam. Đừng có dạy.
cái chánh ngữ này nhớ là chọn cái lời nói mình cho cẩn thận, nó có đúng là không, nó có lợi là không, mà nó có đúng thời là không. Chánh nghiệp làm những chuyện có đạo đức, giúp mấy bà cụ qua đường, rửa chén ở chùa, bất sát, bất đạo, đừng ăn cắp, đừng có tà dâm, đừng có nói dối và đừng có dùng chất ma túy, chất men. Thắc mắc gì không? Chánh bệnh, chánh bệnh. Tuần trước thầy nói về cái chánh bệnh, chánh bệnh theo cái quan điểm của cái người xuất gia. Ngày hôm nay chúng ta nói sơ về cái người tại gia. Tại gia nhân của cư sĩ. Lúc Đức Phật giảng pháp, Đức Phật dạy rằng không nên bán thuốc độc, đừng có buôn bán vũ khí, đừng buôn bán ma túy, chất mê, đừng có mua bán thịt. Năm cái chuyện quý vị không nên làm, những cái việc làm, những cái nghề này quý vị phải tránh. Mấy cái chuyện đó chuyện là tà nghiệp. Quý vị làm cái năm cái tà nghiệp này quý vị sẽ thay đổi. Trong những cái ngành nghề này. Hơn nữa, lúc Đức Phật còn tại thế, một cái vị mà biểu diễn viên tới gặp Đức Phật, nói là Đức Thế Tôn, tôi là diễn viên, cái nghề của tôi là tôi bắt chước cái sự thật, dễ dàng sự thật để mà làm ta vui, đem cái sự vui tới giải khuây người ta, làm gì tốt, thành tôi tin rằng sau khi tôi chết tôi sẽ được sanh lên quả trời của vui cười. Ông thầy tôi không nói như vậy đó, không nói gì hết. Ông đang nhắc lại, hỏi lại, Đức Phật cũng không trả lời. Hỏi lần thứ ba, lần thứ ba Đức Phật làm, Đức Phật làm gì? Đức Phật nói là bây giờ tôi bắn ông cũng không được, mà tôi đuổi ông đi cũng không được. Phật mới nói, Đức Phật nói khi mà quý vị diễn tuồng đó, cái mục tiêu quý vị diễn tuồng để tạo ra cái tham sân si trong người coi, sau khi quý vị chết, quý vị sẽ đọa xuống địa ngục của cười. Nghĩa là họ cười cho quý vị. Ai thắc mắc gì không? Không nên đi làm người diễn viên. Lính tới nói, ý quý vị đó, cái ý quý vị là muốn hại người ta, muốn người ta khổ, phải giết người ta. Quý vị chết thì rớt xuống cái địa ngục. Có những địa ngục có những người anh hùng. Ai thắc mắc gì không? Đây là cho quý vị thấy Đức Phật nói trong kinh điển dạy chúng ta biết những cái nghề mà cẩn thận không nên làm. Thì Đức Phật nói như cách là làm người xuất gia để mà lấy tiền quý vị xây chùa, chắc là chuyện tốt. Nghĩ đến cái chuyện chánh bệnh cho nó đàng hoàng. Có ai nghe cái chuyện thịt bò khô của con nít không? Học Phật pháp mà chưa biết rồi, không biết gì hết á. Ngài Tiên Quá không kể hả con? Tội nghiệp thiệt. Có mấy cặp vợ chồng, một cái cặp vợ chồng trẻ đó, phải đi qua sa mạc đem theo đứa con mới sinh ra, hết nước và hết lương, sắp chết tới nơi rồi. Ba người sắp chết rồi. Họ quyết định rút thăm ra coi thử ai là người sẽ được hy sinh. Họ quyết định hy sinh đứa con, giết đứa con. Những cái người mà hơi yếu vía đó không nên nghe tiếp, bịt lỗ tai lại, nó hơi ghê gớm một tí.
và phơi nắng nó để làm thịt khô để mà nung thương thực mà ăn. Chính sự thật. Cái này Đức Phật hỏi, nếu cái cặp quý vị là cặp vợ chồng này, mỗi lần quý vị ăn thịt, ăn nhai cái thịt của con mình, quý vị nghĩ sao? Đức Phật dễ sợ, nó thấy Đức Phật tàn nhẫn dễ sợ. Quý vị đọc sách toàn nghe chuyện Phật kể chuyện sinh nào vui, vui sướng, vui vẻ, sung sướng không à? Nên Phật kể câu chuyện. Dễ sợ không? Cảnh có thể có chuyện gì tương tự kể thầy nghe được không? Dễ sợ, nó thấy dễ sợ. Phật ác dễ sợ, ok. Mình giết đứa con mình, xong mình phơi khô, mình làm thịt. Con nghĩ cái cảnh nó còn khổ hơn cảnh con nhiều. Gặp những cảnh, cái cảnh cực điểm, dễ sợ ha. Cuộc đời thấy những cảnh đó mà thấy mình khiếp luôn. Cái vì là còn quá 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 đầy đủ, quá được sung túc, chưa biết khổ là cái gì. Này phải ăn thịt con mình để mà sống. Ít nhất á, mình còn sống sót để trong tương lai mình đẻ đứa con. Xong rồi gửi nó đi theo phương cực lạc sau. Mà trong trước khi mà gửi nó, mình phải nhai thịt đó. Cái vị nuốt có được không? Thầy không biết cái vị sao, thầy nuốt cũng được đó nha. Ai sẽ ăn thịt? Mà cái vị nhĩ cạnh đó là sẽ còn tham ăn gì nữa. Chứ vị sẽ không bao giờ thèm đồ ăn nữa. Đức Phật dạy đệ tử ngài là bớt tham đồ ăn bằng cách kể những chuyện như thế này. Ngài này nói chuyện ghê gớm, ghê tởm cho quý vị nghe đủ rồi. Mà nghe tiếp không? Ai thắc mắc gì không? À, cái bài học thầy nói ngày hôm nay cho quý vị nghe là không phải cái chánh miệng, không phải là chuyện làm tiền không, mà quý vị làm gì với cái tiền, quý vị với công ăn việc làm. Nếu làm việc, làm ra tiền để cuối cùng mà ăn thịt của con mình công là, làm gì? Tinh tấn. Quý vị phải tránh tinh tấn. Tinh tấn là quý vị tránh làm chuyện ác và chỉ nỗ lực làm chuyện tốt. Cái tinh tấn nó rất quan trọng nếu quý vị muốn tiến bộ. Một cách khác, quý vị mà lười không thể nào tiến bộ. Sau 2 tiếng đồng hồ mình trở lại chỗ cũ. Ai thắc mắc gì không? Cho thầy cái cố gắng mà chấm dứt cái này. Cái thứ 7 là chánh niệm. Bốn cái sự thật của cuộc đời chúng ta. Cái thân này nó bất tịnh. Cái bị rửa tắm rửa bao nhiêu nó cũng hôi. Cái cảm giác cái vị thiệt ra là nó khổ. Cảm giác sung sướng cái vị thiệt ra là khổ. Cái tâm cái vị nó bất thường. Có nghĩa là một phút mình thích, mình thương, phút kia mình ghét. Cái pháp nó không có ngã. Cái đó gọi là chánh niệm. Những người tha, những thầy khác nó dạy chánh niệm là cái vị ý thức là cái đồ ăn mình đang nhai, cái hoa hồng, cái áo mình đang mặc, cái bước mình đi. Cái đó gọi là chánh niệm, chánh niệm nghèo. Quý vị phải giữ chánh niệm mà nhớ là tìm cách mà đoạn liễu cái khổ này đi. Quý vị đang làm gì ở đây? Phải thoát cái luân hồi này đi. Đừng có trở lại nữa. Phải có cái thái độ đúng. Ai thắc mắc gì không? Khi quý vị có đúng chánh niệm thì quý vị sẽ nhập được chánh định. Khi quý vị nhập cái chánh định, quý vị không có khởi những cái tư tưởng ác nữa. Và quý vị nhờ như vậy sẽ tiếp tục thăng lên những cái trình độ định nó cao hơn. Cái đó là kết thúc cái bát chánh đạo. Nhắc lại cái vị tám cái gì? Thứ nhất là chánh kiến. Sự thật là cái gì? Phải nhìn cho nó rõ ra. Thứ nhì là tư tưởng đúng. Chánh ngữ. Chánh nghiệp. Giữ cái giới. Làm cái chuyện đạo đức. Là chánh mình. Tránh hại người ta khi mà hành nghề. Thứ sáu là chánh tinh tấn. Tinh tấn
tạo thiện và tinh tấn dẹp cái ác. Thứ bảy là chánh niệm, thoát đi, tìm cách mà thoát khỏi cái luân hồi này đi. Và cuối cùng chánh định. Với cái chánh định này, quý vị sẽ mở được cái trí huệ chân chính của quý vị. Quý vị thấy được cái kiến, cái tánh, và sẽ mở được trí huệ chân chính của mình. Cái đó là bát chánh đạo. Ai có thắc mắc gì không? Nếu không có thắc mắc gì thì chúng ta ngừng lại để